thím hà ơi hôm nay không đi nào mà không hôm, hôm nay ở nhà nay ở nhà để tiếp khách à vâng thế okay. hôm trước thì cháu thấy thím bản hà nói chuyện trên Zalo đấy là câu chuyện đấy thì bây giờ tình hình thế nào tình hình là nói chung là nói thật là, mấy anh huyên là ngày xưa ấy ừ. thì thím cũng chăn nuôi nhiều thế nhưng mà nó cũng thất thu nhiều cũng không ăn thua lỗ không lỗ lỗ nhiều ừ thế thì bây giờ muốn chuyển đổi có một cái bằng à, trung cấp thú y rồi, thế bây giờ muốn chuyển đổi sang nghề thú y, à. thế thì bây giờ thì cháu xem là anh anh xem là anh giúp đỡ rồi cái cái quy trình rồi các bước à, các bước để để chuyển nghiệp chuyển hướng sang ngành thú y thì từng bước nó như thế nào trước là trước thím dùng thuốc của công ty rồi thì bây giờ muốn bán những cái sản phẩm đấy đúng rồi à vâng thực ra bây giờ nhiều người bán như thế mà thì bây giờ mình cứ um, chia sẻ cái kiến thức hữu ích ví dụ như ngày xưa thím dùng cái vô sát trùng rồi xong thì thím dùng liều lượng như nào thím chia sẻ với mọi người thôi thế xong thì người ta biết cái sản phẩm đấy người ta nhìn hỏi mình thì mình cứ chia sẻ với người ta đấy nó chỉ có thế thôi còn thím mà muốn khởi nghiệp mà vốn nó nhiều thì thím nhập hàng sẵn về thì lúc nào ví dụ khách người ta đến mua thì người ta mình có sẵn luôn còn nếu mà mình muốn khởi khởi nghiệp mà mình chưa có nhiều vốn khởi thì nghiệp thì lại... bây giờ hiện tại bây giờ là chưa có vốn nhiều đấy thì anh coi như là cái quy trình rồi thì À, cách khởi nghiệp như thế nào thì anh à, hướng dẫn. Vâng. Đơn giản mà chẳng có qua nào Ngày xưa cũng bảo thím bán rồi nhưng thím bảo là không bán, thím là thím chưa chịu thay đổi. Đấy, thì <laughs> thì bây bảo thủ đúng không? Bây giờ lại thay đổi mà. Bây giờ bảo thủ Bây giờ bây giờ lại thay đổi. <laughs> cái gì thử. cũng có cái sai lầm mà bây giờ thấy bản thím bán từ lúc đấy thì thím mấy bây giờ nhiều người bán người ta phát triển hơn mình rồi bây giờ mình mới thay đổi thôi thay đổi còn hơn là không không bao giờ thay đổi Nhờ? rồi <laughs> đấy thì bây giờ ừ. ngày xưa là cũng bán thì cũng bán cho anh mãi rồi vâng. đúng không cũng một thời gian rồi vâng. bà con nhiều bà con cũng cũng, cũng quen, rồi. quen cũng biết thế thì bây giờ mình muốn quay lại khởi nghiệp ban đầu vâng đơn giản mà quan trọng là mình 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 thay đổi thôi thì đấy như cái vua sắt trùng thím rồi dùng rồi đúng không Thím rồi. phun rồi thím dùng nhiều lượng như nào xong thì ví dụ bây giờ thím có vốn thì thím để tất, mỗi thứ một ít thím lấy hàng về xong thì ví dụ ai hỏi mình có sẵn luôn còn nếu mà nếu mà mình chưa có vốn thì mình lại phải mất mất công một chút thời gian là ví dụ mà thím mà còn đấy thì cháu lại phải báo hàng công ty xong công ty gửi nhân thì thím, thím rồi. Mất, hôm trước hôm sau có gì thì à, anh à, giúp đỡ vâng đơn vâng. giản mà giúp đỡ đây. để khởi nghiệp và lại ban đầu thế vừa rồi chính thức là năm ngoái là chăn nuôi xong là lỗ bao nhiêu tiền rồi lỗ